Bao bì không chỉ đơn giản dừng lại ở các chức năng sử dụng mà còn mang tính văn hóa qua những thiết kế tinh tế và hữu dụng, sự sáng tạo màu sắc của các thương hiệu. Hơn nữa, bao bì còn làm thay đổi nhận thức của nhà sản xuất và người tiêu dùng về tính bền vững, thân thiện với môi trường và làm thay đổi hành vi của mỗi cá nhân. Tại buổi giới thiệu về Giải thưởng Bao bì Việt Nam 2022, Hiệp hội Bao bì Việt Nam VinPast cho biết, giải thưởng nhằm tôn vinh và đề cao vai trò của công nghiệp bao bì trong nền kinh tế Việt Nam, khuyến khích ý thức sáng tạo bao bì hữu dụng, thân thiện với môi trường. Sự kiện này cũng là dịp để tăng cường giao lưu, kết nối, học hỏi giữa các doanh nghiệp, từ đó tạo cơ hội liên kết với các ngành hàng chủ lực của đất nước, cơ hội kinh doanh, cơ hội tìm kiếm thị trường hiệu quả. Đây là cái năm đầu tiên mà Hiệp hội Bao bì Việt Nam tổ chức cái Giải thưởng Bao bì Việt Nam. Thông qua cái giải thưởng này, chúng tôi muốn chọn ra những cái bao bì xuất sắc, từ đó mà tôn vinh cái ngành công nghiệp bao bì, cũng như là động viên các anh em sản xuất bao bì tạo nên những cái bao bì có tính sáng tạo và thân thiện với môi trường. Thông qua cái giải thưởng là một cái sự kiện, nhưng mà thông qua cái giải thưởng này, tôi muốn là cộng đồng, xã hội đánh giá đúng cái vị trí của bao bì ở trong nền kinh tế hàng hóa. Theo ban tổ chức, cuộc thi lần này dự kiến công bố vào tháng 11 năm 2022, tập trung cho 3 ngành hàng là trái cây, thực phẩm đông lạnh và chất tẩy rửa. Đối tượng dự thi là doanh nghiệp sản xuất bao bì có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam, có tham gia hoặc không tham gia VinFast và mỗi doanh nghiệp có thể tham dự 5 sản phẩm. Các mức giải thưởng cho mỗi ngành hàng dự thi là 6 giải, gồm 1 giải xuất sắc, 1 giải chính và 4 giải chuyên đề gồm bao bì có công nghệ phù hợp, bao bì có thiết kế ấn tượng, bao bì bền vững, bao bì sáng tạo. Giải thưởng sẽ được tổ chức thường niên bắt đầu từ năm 2022 với tên gọi Giải thưởng Bao bì Việt Nam với logo trái dừa vàng, slogan Bao bì xanh vì trái đất xanh.